Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tư vấn tình cảm và hôn nhân của Khánh Ngọc. Các bạn thân mến, hầu hết hiện nay các cặp vợ chồng cũng như là các cặp đôi yêu nhau thường lựa chọn thời gian quan hệ chăn gối vào buổi tối. Có những cái nguyên nhân được đưa ra cho cái việc mà lựa chọn thời điểm quan hệ tình dục là vào ban đêm sau một ngày lao động, làm việc mệt mỏi. Đây chính là nguyên nhân của việc trên 50% những lần quan hệ chăn gối không đạt được chất lượng cao. Vấn đề ở đây không phải là thời điểm nào, thời gian nào, mà là các bạn có mạnh dạn thay đổi hay không. Các bạn thân mến, ở phụ nữ có những cái thời điểm ham muốn cao nhất trong ngày, nhưng đáng tiếc là nó không phải là thời gian thuận lợi để quan hệ. Vậy thời gian tốt nhất cho cả hai quan hệ tình dục là thời điểm nào? Các nhà tình dục học cho rằng là thời điểm 5 giờ đến 6 giờ 30 sáng là quãng thời gian lý tưởng nhất để các cặp đôi ân ái với nhau. Vì sao lại là khoảng thời gian này? Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái lợi ích của việc quan hệ tình dục vào sáng sớm các bạn nhé. Cái lợi ích bạn có thể nhận thấy trước hết đó là cải thiện được chất lượng quan hệ tình dục. Các bạn thân mến, hầu hết hiện nay các bạn đều sinh hoạt vợ chồng vào buổi tối. Đơn giản là mọi người nghĩ rằng đó là thời điểm mà hai người ngủ cùng trên một giường, là thời gian thảnh thơi gần gũi với nhau. Nhưng đối với tình dục ấy thì vào cái thời điểm này hoàn toàn không phù hợp. Các bạn thử nghĩ mà xem, sau một ngày lao động và làm việc mệt mỏi, thường thì mọi người rất là mệt rồi đúng không ạ? Chúng ta chỉ muốn chỉ vào giấc ngủ càng sớm càng tốt. Năng lượng cả một ngày đều dồn hết vào công việc, cho nên cái việc thân mật với người bạn tình trở nên hời hợt, qua loa. Nhiều người đàn ông thậm chí là không muốn kéo dài cái màn dạo đầu. Việc quan hệ tình dục vào cái thời điểm này, đúng như là người đàn ông thường nói, đơn giản chỉ là trả bài cho xong. Đó là nguyên nhân khiến chất lượng sinh hoạt tình dục suy giảm. Chúng ta chỉ làm cho có lệ, cho nhanh chóng để còn đi ngủ. Nhưng nếu mà làm vào buổi sáng sớm thì sẽ khác. Sau một đêm ngủ sớm, tinh thần các bạn cảm thấy sẽ tỉnh táo hơn, khỏe khoắn hơn. Quan trọng hơn là làm tình vào buổi sáng, các bạn sẽ không phải kéo dài cái màn dạo đầu, thậm chí là bỏ qua bước này mà vẫn mang lại sự thăng hoa cho bạn tình. Bởi vì cả đêm các bạn đã nằm bên nhau rồi, chỉ cần vài cái động tác mơn trớn đơn giản vào lúc sáng sớm là đủ đánh thức cái ham muốn của nhau rồi, phải không ạ? Ngoài ra, bạn còn không mất thời gian để mà cởi quần áo. Tất cả đều đã sẵn sàng cho một cuộc ân ái. Cái lợi ích thứ hai của việc quan hệ tình dục vào sáng sớm là thay thế bài thể dục buổi sáng. Có bao nhiêu người có thể dậy vào buổi sáng để đi tập thể dục? Chắc chắn là không nhiều. Việc phải xỏ giày, mặc quần áo để chạy bộ vào buổi sáng là một cái sự thách thức với rất nhiều người. Rất khó khăn mới có được cái thói quen đó. Đâu phải ai cũng duy trì được đâu ạ. Nhưng tại sao các bạn lại không nghĩ rằng quan hệ tình dục vào buổi sáng là một cách thể dục chất lượng? Đó cũng là một cách để các bạn rèn luyện sức khỏe. Các bạn thân mến, theo khoa học thì quan hệ tình dục trong vòng nửa tiếng đồng hồ có thể giảm 300 calo ở vùng eo và vùng hông. Và đặc biệt là vào sáng sớm, khi mà lượng carbon hydrate dự trữ trong cơ thể đã cạn kiệt thì cơ thể bắt đầu lấy cái năng lượng từ lớp mỡ để phân giải mỡ. Vì vậy, đây là thời điểm duy nhất trong ngày để giảm cân hiệu quả bằng cách là quan hệ tình dục. Những người quan hệ tình dục thường xuyên vào buổi sáng có một thân hình cân đối, khỏe mạnh và rắn chắc hơn những cái người không có thói quen này. Và tất nhiên, nếu tạo ra thói quen này thì bạn không cần phải dậy thật sớm để xuống đường chạy bộ. Bên cạnh là một bài tập thể dục, quan hệ vào sáng sớm còn giúp bạn khởi động lại các cái chức năng của cơ thể. Các bạn thân mến, trong khi ngủ, các chức năng sinh lý ở trạng thái xuống dốc. Quan hệ tình dục vào buổi sáng
có thể khiến bạn thức dậy hoàn toàn sau giấc ngủ và giúp cái chức năng sinh lý khác nhau hoạt động hết công suất các bạn nhé. Lưu ý là sau khi quan hệ chăn gối vào buổi sáng sớm, bạn chỉ cần vào phòng tắm và tắm bằng nước ấm thì đảm bảo là các bạn sẽ có sức khỏe tuyệt vời. Hãy bắt đầu xem sao các bạn nhé. Lợi ích thứ ba của việc quan hệ tình dục vào sáng sớm đó là nó tạo ra một tâm trạng vui vẻ trong suốt một ngày. Tình dục chất lượng làm cho con người ta cảm thấy hạnh phúc. Đó là một cái khẳng định chắc chắn. Khi các bạn có một buổi sinh hoạt tình dục chất lượng vào sáng sớm, bạn sẽ coi đó là khoảnh khắc tuyệt vời của một ngày. Quan hệ tình dục vào buổi sáng sẽ khiến bạn cảm thấy yêu đời hơn. Chất endorphin tiết ra khi mà quan hệ tình dục cũng có thể khiến bạn là cảm thấy tràn đầy năng lượng trong công việc, không khiến bạn mệt mỏi. Một người phụ nữ bạn nhìn thấy họ hết sức quyến rũ, tự tin và rực rỡ thì rất có thể là họ đã thưởng thức một bữa tiệc ân ái chất lượng vào buổi sáng sớm. Còn đối với đàn ông thì việc quan hệ tình dục vào buổi sáng giúp bạn tự tin nhất. Bởi vì chu kỳ nội tiết tố của nam giới thay đổi trong ngày. Đối với hầu hết đàn ông, hàm lượng testosterone của họ cao nhất vào buổi sáng, tức là từ 4 đến 6 giờ. Cùng với cái việc nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ vào ban đêm, thì đàn ông vào buổi sáng là những người sung mãn và tự tin nhất. Lợi ích thứ tư của việc quan hệ chăn gối vào buổi sáng sẽ giúp bạn vượt qua thói quen ngủ nướng. Thay vào đó sẽ là ngủ sớm và dậy sớm hơn. Các bạn thân mến, nếu làm tình vào buổi sáng thì các cặp đôi sẽ đi ngủ sớm hơn vào buổi tối. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là 67% các cặp vợ chồng đều đặn quan hệ tình dục vào buổi sáng trong vòng 2 tháng sẽ hình thành thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm một cách lành mạnh. Lợi ích thứ 5 của việc quan hệ tình dục vào sáng sớm sẽ giúp bạn thúc đẩy hệ thống thoát bạch huyết và tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Các bạn thân mến, trong quá trình quan hệ, cơ thể chịu tác động của cái sự thay đổi nội tiết tố ở cơ quan thụ cảm. Tốc độ trao đổi chất của bạn sẽ tăng lên. Đặc biệt hiệu quả dẫn đến lưu bạch huyết cũng tăng lên. Và với cái mồ hôi tiết ra khi yêu, một loạt các chất cặn bã chuyển hóa có tính axit gây khó chịu cho cơ thể sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể. Đặc biệt là sau khi ân ái, bạn uống một ly nước chanh mật ong thì cái việc mà giải độc trong cơ thể của bạn sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Ngoài ra, một nghiên cứu mới nhất của Mỹ đã phát hiện ra rằng là những cặp đôi duy trì yêu vào buổi sáng 2 đến 3 lần trong một tuần thường có hoạt động miễn dịch tốt hơn và khả năng miễn dịch của cơ thể cao hơn những cặp đôi không bao giờ yêu vào buổi sáng. Các bạn thân mến, tuy quan hệ tình dục vào buổi sáng có nhiều lợi ích, nhưng vẫn có hai cái lưu ý cho các bạn. Lưu ý thứ nhất là hãy uống một cốc nước trước và sau khi quan hệ vào buổi sáng. Các bạn thân mến, chỉ khi cơ thể đủ nước thì mới có đủ nội tiết tố và đời sống tình dục mới được viên mãn. Uống một hoặc hai ly nước trước khi giao hợp sẽ giúp cơ quan sinh dục của nam giới hoạt động mạnh mẽ hơn và lâu hơn. Sau khi ân ái, cũng nên uống một cốc nước ấm để bổ sung kịp thời lượng nước tiêu thụ của cơ thể và giảm độ nhớt của máu. Nếu bạn ngủ thiếp đi ngay sau khi quan hệ, toàn bộ cơ thể sẽ rơi vào cái trạng thái là thiếu nước, khiến máu kinh bị kết dính và gây ra một cái số bệnh. Do đó, các cặp đôi quan hệ vào buổi sáng thì cần lưu ý hơn. Lưu ý thứ hai là khi quan hệ tình dục vào sáng sớm thì đừng lái xe ngay lập tức. Sau khi quan hệ, vận động cơ do bị tê cứng chân tay sẽ làm giải phóng axit lactic và các chất chuyển hóa khác gây tê bì các mô cơ. Vì vậy, trong một cái khoảng thời gian ngắn sau khi sinh hoạt tình dục, nếu bạn lái xe ngay lập tức
thì sẽ gây ra một số những cái khó khăn khi mà xử lý tình huống giao thông. Cho nên họ khuyến cáo rằng là chỉ nên lái xe sau khi quan hệ tình dục được 30 phút các bạn nhé. Qua video này thì các bạn đã nắm bắt được cái lợi ích của việc quan hệ chăn gối vào buổi sáng sớm rồi chưa ạ? Chủ đề ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Chúc các bạn hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.